Hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi ở tỉnh Hưng Yên vẫn còn thấp. Vì vậy, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, ngành y tế và các địa phương đang triển khai mạnh mẽ công tác tiêm chủng. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 tức mũi 3 cho người lớn của Hưng Yên đạt khoảng 55%. Mũi nhắc lại lần 2, tức mũi 4 mới đạt khoảng 5%, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng còn thấp. Để tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhất là trước sự xuất hiện của biến chủng BA4 và BA5, ngành y tế và các địa phương ở Hưng Yên đang tích cực triển khai đợt tiêm chủng đợt 33, 34 và 35. Trong tuần này, toàn tỉnh phấn đấu sẽ tiêm hết gần 180.000 liều vaccine mới được phân bổ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang bố trí các điểm tiêm cho cán bộ công chức viên chức của tỉnh và công nhân tại các khu công nghiệp, đồng thời phân bổ kịp thời vaccine cho các địa phương. Hiệu quả bảo vệ tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới và CDC Hoa Kỳ khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại là hết sức quan trọng. Trước cái biến chủng mới BA.5 cũng như tình hình diễn biến dịch bệnh này thì cũng mong nhân dân trong tỉnh chúng ta không được chủ quan lơ là. Đấy, đặc biệt trong cái công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4 và chúng ta phải hưởng ứng làm sao bảo vệ cho bản thân, cho người thân trong gia đình cũng như cho cộng đồng.